Chương 1 Chúng ta ly hôn đi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thứ bảy Tại Mục Gia Hôm nay là cuối tuần, lại đúng vào dịp đại thọ 80 tuổi của ông cụ Mục Gia, thế nên hôm nay có rất nhiều người đến. Không chỉ có họ hàng trực hệ mà còn rất nhiều nhánh thuộc dòng thứ cũng góp mặt không thiếu ai, để tới chúc thọ ông cụ. Cũng không hẳn là toàn bộ người Mục Gia đều tới đủ, thật ra vẫn còn thiếu một người con riêng đang ở nước ngoài, nhưng trong trường hợp như thế này, con riêng đương nhiên là không thể xuất hiện. Phòng tiệc xa hoa khí phái của Mục Gia vô cùng náo nhiệt, trên hai chiếc bàn tiệc dài phong cách cổ điển đầy kín người, lúc trước, khung cảnh tập trung trầm rộ cả họ hàng như thế này chỉ xuất hiện vào những dịp đón Tết hoặc lúc con trai con gái nhà ai kết hôn mới có. Tiệc tối linh đình, ông cụ Mục Gia đã 80 tuổi nhưng giọng nói vẫn còn rất có lực, gương mặt hồng hào bữa tiệc kéo dài tới gần 2 tiếng, khi tan cuộc, ông cụ được người hầu dìu đứng dậy, đang định rời đi thì bị một giọng nữ trong trẻo ngăn lại. Ông nội, phiền ông đợi một lát. Ông cụ mục gia dương mắt lên nhìn người vừa ngăn cản mình đang thản nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, đó là cháu dâu trưởng dung nhan của mục gia, hậu bối mà ông quý nhất. Hôm nay dung nhan mặc một chiếc váy liền màu đen đoan trang tao nhã, cổ áo điểm suýt kim cương tinh tế tôn lên làn da trắng nõn mịn màng từ phần cổ trở lên, nếu như không nói ra, chẳng ai biết cô đã có một đứa con gái 3 tuổi với trưởng tôn mục viễn hàng của mục gia. Theo hành động đứng dậy cất tiếng cản lại ông cụ mục của cô, toàn bộ phòng tiệc trở nên yêu tĩnh. tất cả mọi người đang ngồi đây đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ, lặng lẽ đợi xem cô ngăn ông cụ mục gia vào lúc này là muốn nói chuyện gì. Người có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi bên cạnh dung nhang là trưởng tôn mục gia, mục viễn hàng, cũng là chồng của dung nhan lúc này anh hơi cau mày bởi vì cô đang đứng còn anh thì ngồi nơi tầm mắt anh nhìn được là chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón vô danh ở bàn tay trái đang buông thõng của cô đấy là nhẫn cưới của bọn họ cô vẫn luôn đeo nó nhưng khi nhìn về ngón áp út trên bàn tay trái của anh thì lại chẳng có gì cả anh đột nhiên cảm thấy hơi bực bội giơ tay nới lỏng cà vạt người phụ nữ này muốn làm gì mà lại đứng ra trong tình cảnh này Ông cụ mục cười hiền từ. Dung nhan, có chuyện gì à? Vâng thưa ông nội. Dung nhan khẽ cười đáp lại, sau đó ung dung đưa mắt nhìn một vòng những người đang ngồi đây, lúc bấy giờ mới thản nhiên lên tiếng. Nhân lúc hôm nay mọi người đều ở đây, còn có một chuyện muốn thông báo. Cô dừng lại, nụ cười trên mặt không tắt. Con định ly hôn với Viễn Hàng, đơn ly hôn con đã nhờ luật sư đưa cho tòa án rồi, tin chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Còn về lý do ly hôn, là bởi vì người trong lòng của Viễn Hàng đã trở về, còn quyết định tác thành cho bọn họ. Cô vừa nói xong câu này, cả phòng tiệc như nổ tung. Đến cả ông cụ Mục đã nhìn quen sóng to gió lớn cũng ngay ra tại trận chứ đừng nói vợ chồng con trai trưởng của Mục Gia. Cũng chính là bố mẹ chồng Dung Nhan. Sau khi qua cơn hoảng hốt, Mục Viễn Hàn đứng dậy kéo mạnh tay cô. Dung Nhan, em làm ầm ý gì vậy? cô bình tĩnh đón lấy ánh mắt tức giận của anh. Mục Viễn Hàng, thông báo chuyện này vào hôm nay, anh nên hiểu tôi không hề đùa. Lúc này Mục Viễn Hàng bị cô chọc giận mà đầu vang ong ong, nhìn ánh mắt dứt khoát không chút lưu luyến của cô đang hướng về mình, trái tim anh không khỏi hoảng hốt, vậy mà không thể phản bác nổi một câu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Mẹ nói chứ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dung Nhan bình tĩnh đẩy tay anh ra, cười tự giễu. Xin lỗi, chiều hôm nay lúc chờ con gái tan học ở trong quán cà phê, tôi bất cẩn nghe thấy anh và cô ta nói chuyện. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của một viễn hàng thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía cô. Rất hiển nhiên, anh không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Nét mặt của Dung Nhan vẫn rất bình tĩnh, cô nói. Sáu năm trước, cô ta nói muốn ra nước ngoài mở rộng tầm mắt, anh chờ năm năm trước cô ta về nước nói với anh người cô ta yêu là anh trai anh bọn họ đã ở bên nhau rồi đề nghị chia tay với anh anh bình tĩnh đồng ý không hề gây khó dễ điều gì tới nay cô ta lại về nước nói với anh thật ra người cô ta yêu là anh muốn được quay lại bên anh lần nữa không để bụng anh đã kết hôn có con thậm chí làm bồ nhí của anh cũng không ngại một câu từ chối dứt khoát anh cũng chẳng nói bị cô vạch trần chuyện bí mật trước mặt bao nhiêu người sắc mặt của Mục Viễn Hàng đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Tuy chuyện này, thật ra, người trong Mục Gia đã biết rõ từ lâu, nhưng bị cô nói ra với biểu cảm dẻo cợt như vậy, Mục Viễn Hằng vẫn cảm thấy tức tối vô cùng, cứ thế dùng ánh mắt âm trầm ghim chặt lấy cô, hận không thể lột da uống máu của cô. Dung Nhan khẽ bật cười. Mục Viễn Hằng, nếu như tôi là anh, bị người ta lãng phí bao nhiêu năm như vậy, hôm nay khi cô ta nói ra những lời kia, tôi sẽ lập tức tác cho cô ta một cái. Cô vừa dứt lời, mọi người lại càng kinh ngạc không nói nên lời. Ai cũng biết cô cháu dâu trưởng của Mục Gia là người dịu dàng đoan trang, thanh lịch nền nã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là hình mẫu thiếu phu nhân hào môn trong thành phố dê. Thế nên, khi cô nói ra mấy lời thô lỗ như tác cho người ta một cái, mọi người quả thực không liên hệ được với hình tượng của cô. Nhưng mà, đây vẫn chưa phải điều giật mình nhất ngay lúc một viễn hàng nổi nóng giơ tay muốn lôi cô ra ngoài dung nhang tránh khỏi tay anh sau đó trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai vang dội một viễn hàng mẹ nó chứ anh cùng bị ngược đãi bằng lòng cho người ta dày vò tới lui như thế nhưng tôi thì không tôi chịu đủ cuộc sống như vậy rồi chịu đủ những tháng ngày có nỗ lực thế nào cũng không bước vào được trái tim anh rồi bị anh lãnh đạm thờ ơ dày vò nhiều năm như thế tôi chịu đủ rồi lúc cô nói tới đây cảm xúc cũng có phần kích động chẳng qua được cô đè xuống toàn bộ cô nhìn anh ánh mắt quật cường và dứt khoát cô lớn tiếng nói thế nên một viễn hàng chúng ta ly hôn dung nhan là thím ngồi ở bên còn lại của cô lên tiếng gọi lại muốn thử khuyên bảo nhưng bị ánh nhìn sắc bén của cô liếc tới cuộc hôn nhân này tôi chắc chắn sẽ chấm dứt đừng ai khuyên tôi hết nếu đã chọn thông báo sắp ly hôn ở tình cảnh như thế này vậy chứng tỏ cuộc hôn nhân của cô đã không thể cứu vãn. Dứt lời, cô cất bước đi ra khỏi phòng tiệc, không để ý tới lời khuyên của bất kỳ ai, cũng hoàn toàn mặc kệ ánh mắt chế giễu của mọi người, đi được vài bước cô lại nhấc chân đá rơi đôi giày cao gót của mình, đưa tay xách váy rảo bước trên đôi chân trần mà rời đi. Dù sao cũng đã trở mặt rồi, dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng chấm dứt chắc rồi, dù sao về sau cũng không cần qua lại gì với người mục gia nữa cô cũng không cần coi trọng hình tượng phu nhân hào môn của mình, cũng không cần tự làm khổ mình vì bất cứ ai. Ở phía sau, là một đám người mục gia kinh ngạc đến ngay người bởi cảnh cô vừa chửi vừa đánh người khác vừa đá rơi dậy cao gót trước mặt bọn họ. Trong đó, cũng bao gồm cả một viễn hàng sắc mặt u ám khi vừa bị cô tác cho một cái mà nửa gương mặt vừa đau vừa tê. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Cái nhà này không đến lượt cô làm chủ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sau khi dung nhan rời đi, người đứng đầu mục gia, ông cụ mục đang đứng đó, tức giận nhìn chầm chầm vào một viễn hàng mà chất vấn. Sau khi nghe thấy chuyện xấu hổ như ly hôn ở đại thọ 80, ông cụ mục tức giận tới không tưởng. Hơn nữa, ông lão lại thật lòng yêu mến người cháu dâu dung nhan, nhưng bản thân ông cũng biết khi dung nhan tuyên bố chuyện ly hôn trong trường hợp như vậy, nhất định là cô đã quyết tâm cho nên ông lại càng nổi giận hơn ông cụ vẫn luôn biết cuộc hôn nhân của hai người có chút vấn đề nhưng ông cho rằng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy cũng có con rồi những ái ân thuở nào cũng bị mài mòn hết nhưng ông không thể ngờ được hai người trái lại vẫn lựa chọn con đường sai lầm nhất cái nhà này vẫn chưa tới lượt cô ấy làm chủ một viễn hàng nói với thanh âm buốt giá và khuôn mặt đầy vẻ khó chịu anh xoay người rời đi giọng điệu cũng để lộ sự tức giận cố kìm nén trong giờ phút này. Mà trong câu nói của anh cũng mang hàm ý, cuộc hôn nhân này, anh không đồng ý ly hôn. Nếu anh không đồng ý ly hôn, cô sẽ không thể làm gì được. Anh có hàng ngàn cách khiến cô không thể ly hôn. Một viễn hàng tức giận bỏ đi, lúc đi tới cửa, đúng lúc nhìn thấy đôi giày cao gót bị dung nhan vứt đó, sắc mặt càng thêm u ám, nổi điên dơ chân đá văng đôi giày đó đi thật xa anh lờ mờ nhớ là hình như cô rất thích đôi giày cao gót này cô nói đi thoải mái mà lại không đau chân nên nhiều dịp trang trọng cô đều thích mang nó còn hôm nay cô lại vứt bỏ nó một cách không thương tiếc trạng thái của đôi giày không hiểu sao làm anh liên tưởng tới bản thân rồi lại nghĩ đến việc chính cô đã tuyên bố sẽ ly hôn với mình trước bao nhiêu người cái cảm giác đó khiến cho anh cảm thấy mình như bị vứt bỏ cô luôn miệng nói yêu anh rồi lại tìm trăm phương ngàn kế để kết hôn với anh giờ lại tuyên bố ly hôn trước mặt bao nhiêu người như thế này, cô tưởng trái đất phải xoay theo dung nhan cô hay sao? Chẳng nhẽ cô muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn là ly hôn sao? Anh càng nghĩ càng tức giận, bước chân không kìm được tăng nhanh, khi đuổi tới chỗ cửa của Yến Tiệt, anh tình cờ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ nhạt, chân trần đứng cạnh một chiếc xe, trên tay cầm một đôi giày dự phòng trong hộp đằng sau cốc xe. Cho dù đứng cách một đoạn khá xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cô, nhạt nhòa nước mắt. Anh không kìm được mà càng lúc càng cảm thấy bực bội, giơ tay kéo chiếc cà vạt trên cổ ra ném nó sang một bên, lên tiếng cản cô lại. Đứng lại. Nhưng mà khi anh vừa dứt lời thì cô đã cúi xuống xỏ giày rồi ngồi vào xe, anh định đuổi theo thì xe của cô phóng nhanh ra ngoài, để lại cho anh một tràng khói bụi. Một viễn hàng chỉ cảm thấy tức tới nỗi ngực nghẹn cứng lại rõ ràng là cô có nhìn thấy anh đuổi theo đằng sau nhưng lại cố tình làm ngơ rồi rời đi cứ như vậy anh đứng được ra đó trợn trừng theo hướng xe cô rời đi cho đến khi lửa giận trong lòng tiêu bớt đi một chút mới quay người trở lại buổi tiệc với vẻ mặt lạnh lùng bế con gái đang ngủ say trên lầu xuống lái xe về nhà cho đến lúc này anh mới hiểu được tại sao cô lại bón cơm cho con khi buổi tiệc vừa bắt đầu rồi lại dỗ cho con ngủ từ sớm thì ra là cô muốn dỗ con ngủ để dễ dàng tuyên bố ly hôn một viễn hàng vừa lái xe vừa cười nhạt nhưng nếu cô lo lắng cho con gái như vậy tại sao vẫn tuyên bố sẽ ly hôn chứ đương nhiên dung nhan cũng biết tạm thời giấu con gái không phải là một kế hoạch lâu dài nhóc con tinh ranh như vậy sớm muộn gì cũng phát hiện ra chuyện bọn họ muốn ly hôn nhưng mà dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn con mình nhìn thấy cảnh tượng bọn họ trở mặt với mặt nhau Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Nước mắt tràn bờ mi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dung nhang không về nhà Nếu cuối cùng vẫn đi tới bước này, cũng đã đệ đơn ly hôn, cô sẽ không tính toán tiếp tục sống với anh dưới một mái nhà nữa. Điều quan trọng nhất là hiện tại lòng cô cũng đang rất rối bời, không thể yên ổn sống chung một phòng với anh, sau khi trở về, hai người sẽ không tránh khỏi nảy sinh cãi vã. Hiện giờ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, không còn sức lực để tranh cãi với anh nữa. Cô hiểu rõ một viễn hàng, tối nay, khi cô nói chuyện ly hôn với anh trước mặt bao người, đã làm cho anh mất hết mặt mũi, sau khi về đến nhà, không biết anh còn tức giận đến đâu nữa, mà hậu quả của việc chọc giận anh, cuối cùng người phải chịu tội vẫn là bản thân cô. Cô không biết những người đàn ông khác có như vậy không, cô chỉ biết là mỗi khi hai người cãi nhau, một viễn hàng đều thích giày vào đủ kiểu trên giường cô lái xe ngoài đường không mục đích nước mắt tuôn rơi ngập bờ mi cho đến khi cạn hết cho đến khi vơi bớt những ưu tư bản thân cũng bình tĩnh lại thật ra mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột cô cũng không suy nghĩ tới đường lui cho mình chẳng qua là trong lòng thấy tuyệt vọng dưới sự mất mát khôn nguôi cô dứt khoát nói ra câu ly hôn tuy rằng vừa rồi cô rất bình tĩnh trước mặt mọi người nhưng thật ra nội tâm cô đang dâng trào từng đợt sóng kinh hoàng cứ nối tiếp nhau sau khi đưa ra quyết định như vậy, trong lòng cô sao có thể bình tĩnh như ngoài mặt được đây? Dù gì thì đó cũng là cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm, dẫu sao giữa họ cũng có một đứa con gái, cô cũng đã từng yêu người đàn ông đó bằng thứ tình cảm nồng cháy mà mãnh liệt nhiều năm như vậy. Nhưng mà, sau khi nghe thấy lời tỏ tình của Hạ Du với anh trong quán cà phê lúc xế chiều, sự im lặng kéo dài tới mấy phút của anh, làm cho thứ tình cảm hèn mọn mà khó khăn lắm cô mới giữ được chết đi trong nháy mắt cô biết anh không yêu cô và cũng biết rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ có tình cảm với cô nhưng cô vẫn hy vọng hy vọng rằng với tư cách là một người cha anh sẽ cho con gái một ngôi nhà hoàn chỉnh tiếp tục duy trì đoạn hôn nhân này cho dù chỉ vì con gái mà anh vẫn muốn gìn giữ mái nhà này cùng với cô cô cũng sẽ hèn mọn mà tiếp tục không lùi bước để duy trì cuộc hôn nhân này nhưng anh lại không làm như vậy khi đối diện với lời tỏ tình và cầu xin của hạ du anh chỉ mím môi im lặng mà sự im lặng của anh vào thời điểm nhạy cảm này chỉ khiến cô cảm thấy là anh muốn từ bỏ cô từ bỏ con gái từ bỏ cái gia đình này cho nên cô lựa chọn tác thành cho bọn họ còn hạ du là người trong lòng của anh cô ta có tình với anh nhưng cũng là người bỏ rơi anh giờ đây cô ta đã trở về anh lại đặt cô ta lên đầu quả tim mình lần nữa chỉ bằng vào điểm này thôi cũng khiến lòng cô như đã chết chưa kể tới chuyện hạ du đã thẳng thắn thừa nhận sở dĩ ban đầu cô ấy chia tay anh chọn ở bên anh cả anh đều là do cha anh bắt ép thật ra người trong lòng cô ấy yêu nhất chính là anh khi người bạn yêu nói rằng cô ấy cũng yêu bạn có phải dường như cả thế giới đều tỏa sáng không vì vậy sau khi họ rời đi cô đã nhanh chóng đi tìm một luật sư lập một bản thỏa thuận ly hôn và giao tất cả các vấn đề ly hôn cho luật sư giải quyết cô cho là chuyện ly hôn này chắc hẳn sẽ rất là đơn giản anh và người anh yêu đều có tình cảm với nhau, mà đơn ly hôn, trừ con gái ra, tất cả những tài sản khác của anh, cô đều không cần, nhà không, xe không, cổ phiếu cũng không, cô chẳng muốn cái gì cả. Có thể không đơn giản hay sao? Nói không chừng, có lẽ sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ đứng ở cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Đời này cũng sẽ không yêu cô nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nghĩ đến đây cô lại muốn khóc ban đầu lúc kết hôn tất cả mọi người đều cho là cô ham muốn tiền tài và quyền lực của anh thật ra thì cô chỉ muốn có được trái tim anh giống như anh muốn có trái tim người ấy vậy cô thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác hôm nay cô rời đi cũng chẳng cần cái gì cô biết khi cô đột ngột đề cập đến chuyện ly hôn như vậy Mọi người sẽ nghĩ cô quá bốc đồng nên đưa ra quyết định bừa bãi. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, sau khi đưa ra quyết định này, mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng cô lại có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Nếu một cuộc hôn nhân chỉ mang lại sự buồn đau và tĩnh mịch cho hai người, vậy thì cần gì phải tiếp tục? Vì đứa trẻ ư? Cô cảm thấy xót xa. Nếu như không phải vì con gái, cô đã chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân này khi chính tay nghe thấy. Anh nói với ba mình rằng cả đời này sẽ không bao giờ yêu cô. Cuối cùng, Dung Nhan lái xe đến một khu nhà cũ kỹ, đó là nơi bạn tốt tô tương của cô sống. Cô lái xe loanh quanh ở bên ngoài nửa ngày trời, khi dừng xe trước cửa khu nhà, lòng cô đã trở nên yên ả hơn. Trên thực tế, bản thân cô biết rất rõ rằng cuộc hôn nhân với một Viễn Hạng đã đi đến hồi kết, kể từ sau buổi sáng đầu năm ấy, khi cô tình cờ nghe được anh nói là sẽ không bao giờ có tình cảm với mình từ trước tới nay cuộc hôn nhân của bọn họ đều dựa vào sự nhiệt tình và tình cảm mãnh liệt không biết từ đâu tới của cô lời nói đó khiến cô lạnh thấu tim gan làm sao cô có thể duy trì sự nhiệt tình ngu ngốc ấy được nữa mà nếu cô không gìn giữ nó vậy thì đoạn hôn nhân này làm sao có thể tiếp diễn như bình thường nữa đây xế chiều nay thái độ im lặng và dung túng của anh đối với hạ du đúng lúc trở thành ngòi nổ châm lên những uất ức chất chứa bao năm trong lòng cô kết quả là nó nổ tung mọi thứ vỡ tan chưa bao giờ mong muốn ly hôn để chấm dứt cuộc sống tẻ nhạt này trong cô lại mạnh mẽ đến như thế vì vậy nên mới có một màn trong buổi tiệc cô không hối hận về quyết định ly hôn của mình và cho tới bây giờ cô cũng không hối hận về bất kỳ chuyện gì mình đã làm kể cả chuyện mù quáng tin tưởng một người và cả khi dành hết trái tim cháy bỏng đi yêu người ấy cho nên giờ đây vạn tiễn xuyên tâm đớn đau là thế cô vẫn chọn cách nghiến răng chấp nhận tất cả Lúc đầu, cô đã chọn lựa, mặc cho anh có yêu cô hay không, nhất định phải gả cho anh, thì dĩ nhiên là bây giờ cô phải gánh lấy hậu quả cho chuyện tình này, phải cố gắng chịu đựng dù mọi thứ đổ vỡ. Lúc tô tương ra mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy và chật vật của cô, cô ấy giật mình, vội vàng kéo cô vào, lo lắng hỏi. Em làm sao thế này? Tô tương lớn hơn cô một tuổi, hai người họ từng học chung cấp ba. Sau khi thi vào đại học, bởi vì nguyên nhân từ gia đình, Tô Tương quyết định không tiếp tục học, mà chọn đi làm, sớm tiến vào xã hội. Còn cô thì vẫn tiếp tục học đại học, nên bọn họ dần mất liên lạc. Mấy năm trước, họ tình cờ gặp nhau trên đường ở thành phố Dê, lúc này, hai người mới cùng ôn lại tình xưa nghĩa cũ. Dung Nhan ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách nhỏ của nhà Tô Tương, sau khi uống hết cốc nước ấm mà cô ấy đưa cho, cô dần bình tĩnh đáp lại. Tôi cũng sắp ly hôn rồi. Sở dĩ cô nói vậy, là vì tô tương cũng đã chia tay chồng vào đầu năm ngoái nguyên nhân cho sự đổ vỡ là do người đàn ông kia lừa dối tô tương nhưng không phải vì chồng cũ của tô tương quá giàu có và bị những người phụ nữ trẻ đẹp bên ngoài vây lấy mà ngược lại là do chồng của tô tương không có tiền nhưng lại muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ sống đủ đầy nên anh ta đã tìm người phụ nữ có tiền để môi chai người phụ nữ đó là người đã có gia đình cô ta còn là loại dùng thân thể đổi lấy tiền tài nói trắng ra Người phụ nữ đó dựa vào việc ngủ với những người đàn ông khác nhau để kiếm tiền, sau đó, cô ta lại dùng chính những đồng tiền đó để bao nuôi chồng cũ của Tô Tương. Sau khi nghe thấy tin cô muốn ly hôn, Tô Tương rất kinh ngạc, khi sự ngạc nhiên qua đi, khuôn mặt ấy chỉ còn động lại nỗi buồn và sự đau lòng. Em! Thật sự có thể buông tay sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Nản lòng thoái chí nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau khi cô và Tô Tương gặp lại nhau, Dung Nhan đã kể lại toàn bộ cuộc hôn nhân buồn khổ của mình với cô ấy. Những yêu thích lúc ban đầu, những đau đớn về sau của cô, toàn bộ đều nói cho Tô Tương, thế nên Tô Tương hiểu được từng đoạn đường của cô. Đối với Dung Nhan, nếu nói một viễn hàng là người cô móc tim móc phổi ra để yêu, vậy thì Tô Tương chính là người cô mù quáng để tin tưởng. Đối diện với câu hỏi của Tô Tương, dung nhan mệt mỏi tựa lưng ra sofa phía sau, nhẹ nhàng nhắm mắt. Buông được thì sao? Không buông được thì thế nào? Tô Tương nhìn vẻ mặt của cô lúc này, ngẫm nghĩ một chốc rồi lại nhẹ giọng khuyên nhủ. Tình cảnh của em không giống chị. Mới đầu cả chị và Tôn Đạo đều yêu nhau, tình nồng ý mật, nhiều năm chung sống thì sự yêu thích đối phương lại biến thành ghét bỏ, thế nên tình cảm trong mấy năm này đều tiêu hao sạch rồi. Tôn Đạo là chồng cũ của Tô Tương, Thời gian qua đi một năm, Tô Tương nhắc lại cuộc hôn nhân thất bại của mình với vẻ cực kỳ bình tĩnh, không hề tức giận, không lưu luyến không dèm pha, giống như một người ngoài cuộc. Mà em với một viễn hàng không giống vậy, mới đầu hai người không có tình cảm, mấy năm sống chung, tình cảm lại càng lúc càng hòa hợp, cho nên chỉ thấy em cần thận trọng suy nghĩ vẫn hơn. Tô Tương tiếp tục khuyên, dung nhan bất ngờ mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là ý cười tự dễu. Tương Tương, không có người phụ nữ nào bằng lòng đi tới kết cục ly hôn. Nhưng mà em mệt thật rồi. Nói tới chuyện này, đôi mắt vốn đẹp đẽ của Dung Nhan lại trở nên ảm đạm. Chỉ nói tình cảm của chúng em càng lúc càng hòa hợp. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là hòa hợp thôi đúng chứ. Anh ta không yêu em, chuyện này em không xóa đi được, đây cũng là vết thương trí mạng trong hôn nhân của bọn em. Dung Nhan nhìn Tô Tương, nói từng câu từng chữ điều ấy khiến em tuyệt vọng nó không khác gì việc chơi trò chơi nếu như cửa ải này mãi không qua được bất kể trước đó có nhiệt tình có mê mẩn với trò chơi này đến mấy cuối cùng cũng sẽ vì gặp trở ngại kẹt cứng ở cửa ải này mà toàn bộ nhiệt tình và kích thích đều bị tiêu hao sạch sẽ cho đến khi nản lòng thoái chí cũng không muốn chạm vào nữa dung nhan nói tới đây nhẹ cười một tiếng lộ vẻ tịch mịch và cô đơn tình cảm của em đối với một viễn hàng chính là như thế hôn nhân 5 năm, năm với một viễn hàng, mới đầu cô nhiệt tình háo hức như thế, tốn hết tâm tư hồ theo anh, làm anh vui lòng, không biết trời cao đất rộng mà muốn chiếm được trái tim anh. Cô từng vui vẻ rạng rỡ, từng hoạt bát thích cười. Nhưng sau khi vô tình nghe thấy những lời trong lúc tức giận của anh, dần dần cô trở nên u buồn phiền muộn, ngày ngày trông coi một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu mình, trông coi cuộc hôn nhân vô vọng, làm sao cô có thể vui vẻ rạng rỡ như ngày xưa đây cô dần trở nên trầm lặng ít nói cũng chẳng còn bao nhiêu kỳ vọng dần dần thì không còn tức giận nữa biến thành một phu nhân u buồn đây chính là những thay đổi mà tình cảm trong năm năm mang lại cho cô quá yêu một người vì cái gọi là tình yêu mà hồ theo anh từ đó biến thành một con người hoàn toàn khác có những lúc cô cũng thường hỏi lại mình đây là điều mà cô muốn ư tô tương còn muốn nói thêm gì đó điện thoại để trong túi sách của dung nhan vang lên Dung Nhan lấy điện thoại ra, liếc nhìn tên người gọi đến rồi thẳng tay cúp máy. Là một viễn hàng gọi tới, cô không muốn nghe. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Con gái Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vậy mà anh lại không chịu bỏ qua, cuối cùng cô nhận máy. Giống như cô tưởng tượng, từ trong giọng nói lạnh băng, cô mơ hồ nhận ra được cơn tức mà anh đang đè nén. Ở đâu? Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lãnh đạm hỏi lại. Có việc. Noãn noãn tỉnh rồi, đang khóc tìm em. Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh càng sâu hơn, có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi, dung nhan nghĩ, nếu như lúc này cô đang đứng trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Anh vừa dứt lời, tiếng khóc thảm thiết của con gái xuyên qua điện thoại truyền vào màn nhĩ của cô, chỉ trong chớp mắt trái tim cô đau đớn không cùng. Noãn noãn là con gái của bọn họ, năm nay hơn 3 tuổi, khoảng thời gian trước mới vào nhà trẻ, là một bé gái vừa hoạt bát đáng yêu lại thông minh lanh lợi, cực kỳ giống với. Cô của trước kia. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu rồi? Nhanh về với noãn noãn, hu hu, con gái ở đầu bên kia điện thoại khóc nức nở gọi cô, cô cảm thấy trái tim đau đớn của mình bắt đầu rung rẩy. từ lúc con gái sinh ra, cô rất ít khi rời xa con mình, trước khi con gái đi nhà trẻ, cả ngày cô chỉ ở nhà chăm con chơi cùng con lặng lẽ giúp chồng dạy con một viễn hàng từng mời người giúp việc nhưng cô không muốn để con gái mình cho người khác chăm thế là lại từ chối tự mình chăm sóc con từng ly từng tí thế nên lúc này vừa nghĩ đến tối nay phải bỏ lại con gái cô liền khó chịu muốn chết nước mắt cũng không khống chế được mà tràn ra nhưng lần này cô đã quyết tâm cắt đứt cuộc hôn nhân này rồi cô an ủi chính mình qua vài hôm đợi bọn họ ly hôn xong cô sẽ không bao giờ rời xa con gái nữa Cô sẽ đưa con gái rời khỏi chỗ này, đi thật xa, để anh với Hạ Du được ở bên nhau. Thế là, đối diện với tiếng kêu gào của con gái, cô nuốt nước mắt, khống chế tốt tâm trạng của mình, nhẹ giọng vỗ về con. Noãn noãn ngoan, cô Tương Tương bị ốm rồi, mẹ tới chăm sóc cô Tương Tương, đêm này không trở về, con ngủ với bố đi. Tô Tương cũng có một đứa con gái với chồng cũ, lớn hơn noãn noãn 2 tuổi, lúc ly hôn Tô Tương giành quyền nuôi dưỡng con. Nhưng bây giờ Tô Tương còn phải đi làm, cho nên con gái được gửi về quê cho bố mẹ Tô Tương chăm sóc. Trước đây Dung Nhan thường đưa Noãn Noãn tới tìm con gái Tô Tương chơi, hai bé gái khá thân với nhau, vì thế Noãn Noãn cũng biết Tô Tương, hơn nữa cũng có cảm tình khá tốt với cô ấy. Dung Nhan cũng hết cách, để an ủi con gái đang khóc lớn cũng chỉ đành nói như vậy. Cô tưởng con gái hiểu chuyện, nghe được cô Tương Tương bị ống sẽ thông cảm phần nào, kết quả chẳng ngờ con gái càng khóc lớn hơn. Không muốn, con không muốn, con không muốn ngủ với bố, bố đáng sợ lắm, con gái kêu như vậy, chớp mắt dung nhan liền hiểu ra vì sao đột nhiên con bé lại khóc nức nở như thế. Là một người bố, một viễn hàng chưa từng ở riêng với con gái như bây giờ, chưa từng ngủ cùng con vào buổi tối, cũng chưa bao giờ có giây phút dịu dàng gì với con. Con gái vốn đã xa lạ với anh, lại thêm việc lúc này sắc mặt và biểu cảm của anh chắc chắn rất xấu xí, thế nên con bé mới bài xích như vậy mẹ ơi, mẹ mau về cứu con, là tiếng con gái tiếp tục khóc đòi ở đầu dây bên kia. Vậy mà con gái lại dùng từ cứu con, có thể thấy được trong mắt đứa con gái, người làm bố như một viễn hàng đáng sợ cỡ nào. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì anh nữa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhóm dịch Thiên tuyết chua sót và đau đớn đồng thời đâm vào trái tim cô, nước mắt của Dung Nhan lại trào ra. Rốt cuộc cô đã thất bại đến cỡ nào, khiến cuộc hôn nhân này biến thành như vậy, khiến hình ảnh của người bố trong mắt con gái thành như thế. Bởi vì anh không yêu cô, nên mới không yêu đứa con gái do cô sinh ra, nên mới không thân thiết cùng con, cho dù con gái có cùng huyết thống với anh. Cô không thể tiếp tục nghe con gái kêu khóc nữa, đành nhẫn tâm nói với người ở đầu bên kia điện thoại một câu. Tối nay tôi không về, anh dỗ con bé đi sau đó trực tiếp cúp máy. Cô ngắt điện thoại, vứt di động xuống, ngồi trên sofa cắt chặt môi mình kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt nóng hổi vẫn chảy xuống từng giọt. Tô Tương ở bên cạnh nhìn, đưa tay nhẹ nhàng cầm tay cô. Muốn khóc thì cứ lớn tiếng khóc đi. Cùng là người làm mẹ, Tô Tương thấu hiểu rất rõ cảm giác chia xa với con cái này. Tô Tương cho rằng Dung Nhan sẽ tiếp tục khóc, nhưng cô lại giơ tay lau nước mắt trên mặt sau đó cong môi nở nụ cười giữa những giọt lệ nhạt nhòa. Em không khóc, em còn lâu mới khóc, kết thúc cuộc hôn nhân này, đối với em mà nói là sự giải thoát, tại sao phải khóc chứ? Giọng điệu cô bướng bỉnh mà cuộc cường. Về sau em sẽ không rơi nước mắt vì chuyện này nữa, sợ dĩ em đau lòng, là bởi vì noãn noãn, nhưng mà thay vì để đau tiếp sau này chẳng bằng đau mỗi đêm nay, em đã nghĩ thoáng rồi. Tô Tương thấy dáng vẻ dứt khoát của cô, bất đắc dĩ thở dài em phóng khoáng thật đấy, chỉ phải dùng khoảng một năm mới có thể bước ra khỏi chuyện này, cũng phải dạo gần đây mới buông xuống để nghỉ thoáng. Ngày đó, sau khi tô tương biết chồng của ngoại tình, đã thế còn ngoại tình với một người phụ nữ quá quắc như vậy, chưa kịp nói gì đã ngất tại chỗ, hơn nữa sau khi tỉnh dậy thì tinh thần sụp đổ, vọt lên sân thượng suýt thì nhảy từ trên đó xuống. Mà bây giờ, Dung Nhan chỉ dùng vài ba câu đã vứt bỏ được cuộc hôn nhân 5 năm. năm tô tương khâm phục sự phóng khoáng và dứt khoát của cô nhưng tô tương không biết đấy là vì trái tim đã hoàn toàn bị tổn thương không còn ông bất kỳ mong đợi gì với mối hôn nhân này không còn ông bất kỳ nhớ nhung gì với người đàn ông ấy nên mới có thể nghĩ thoáng như vậy tô tương vừa dứt lời di động của dung nhan lại vang lên chữ nhấp nháy trên màn hình vẫn là cái tên của một viễn hàng dung nhan thẳng tay ấn cúp máy thuận tiện tắt nguồn sau đấy đứng dậy nói với tô tương còn đang ngồi đó em mượn nhà vệ sinh tắm một cái tiện cho em mượn thêm bộ quần áo để mặc sau đó liền đứng dậy rời đi tô tương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại tắt nguồn tối âm cô ấy càng thêm hiểu được sự quyết tâm ly hôn của dung nhan cũng không nói thêm gì nữa chỉ đứng dậy vào phòng ngủ tìm bộ quần áo cho cô mặc ly hôn thì ly hôn thôi sống với nhau mà khổ cực áp lực như thế việc gì phải tiếp tục duy trì chứ trên đời này nhiều người ly hôn xong vẫn sống rất tốt kia mà dung nhan với một viễn hàng mới chỉ kết hôn 5 năm, cô và chồng cũ Tôn Đào đã yêu nhau 10 năm mà nói ngừng liền ngừng, huống chi là 5 năm. Dung nhan tắm rửa, đổi sang bộ đồ ngủ ở nhà mà tô tương cho mượn, cảm giác toàn thân thư thái hơn nhiều, tinh thần cũng thêm phần minh mẫn. Tô tương còn cầm một bộ quần áo mới tinh đưa cho cô. Đây là bộ chị mới mua mấy hôm trước, em cầm mặt tạm đi, đừng chê giá rẻ là được. Dung nhan nhận lấy, khẽ cười sao lại ghét bỏ được chứ, em bây giờ đâu còn gì trong tay. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Lúng cuốn tay chân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thư hương môn đệ là khu nhà nơi gia đình Mục Viễn Hàng và Dung Nhan sinh sống. Lúc này, trong phòng trẻ con vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mục Viễn Hàng quần áo sọc sệt, mặt mày sa sầm Đứng bên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, cầm điện thoại gọi cho Dung Nhan hết lần này tới lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tiếng tắt máy lạnh lùng. Áo quần anh sọc sệt là vì, sau khi đưa con gái trở về từ tiệc tối, ông cô bé đã ngủ say về phòng xong, anh mới bước vào phòng tắm, đang tắm dở thì nghe thấy tiếng con gào khóc, đành phải xoa vội vài cái, mặc đại quần áo vào người rồi chạy ra ngoài. Sau đó là một trận quấy khóc đòi mẹ khiến anh luống cuống chân tay anh chưa bao giờ tự chăm sóc con gái, từ khi chào đời, tất cả mọi chuyện của con đều do một tay dung nhan lo liệu, còn anh thì đêm nào cũng có tiệc tùng xã giao tới tối khuya mới về, lúc đó thì con gái đã ngủ, hôm nào tan tầm về sớm thì cũng đi thẳng vào vòng làm việc, hoặc bận đi công tác không có mặt ở nhà. Thời gian dành cho gia đình rất ít ỏi, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc con cái, cho nên mới luống cuốn chân tay đến vậy. Mới đầu anh còn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, nhưng đợi mãi không thấy người phụ nữ kia trở về lòng kiên nhẫn của anh cũng bị mài sạch chưa kể là con gái còn khóc lóc nãy giờ anh nhớ lúc nhỏ con gái mình vẫn luôn thông minh hiểu chuyện sao hôm nay lại quậy dữ vậy kia chứ ban nãy trong tiệc tối vừa bị người phụ nữ kia quậy cho một trận choáng váng mặt mày giờ về nhà lại bị con gái quậy khỏi nói cũng biết anh giận đến mức nào nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể đè nén cơn giận gọi điện thoại cho người phụ nữ kia kết quả cô lại nói đêm nay không về, bảo anh tự dỗ con gái. Anh chưa bao giờ làm chuyện này, con gái còn khóc ác như vậy, làm sao mà dỗ. Khoảnh khắc thân mật nhất giữa anh và con gái là khi anh đi làm vào buổi sáng và tan làm vào buổi tối, lúc đó bé con đều sẽ đứng ở cửa, cười tủng tiễn nói tạm biệt ba hoặc ba về rồi. Ngoài ra không có tiếp xúc thân mật nào khác. Nhiều lúc anh không thân mật với con gái, không nhìn kỹ gương mặt xinh xắn của con gái đều là theo bản năng, bởi vì con bé thật sự quá giống dung nhang mấy năm về trước thuở hai người vừa mới quen biết không chỉ gương mặt mà ngay cả thần thái tươi sáng luôn luôn mỉm cười cũng giống y hệt không biết hai mẹ con cả ngày lấy đâu ra nhiều tâm trạng vui vẻ như vậy cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức sống và năng lượng tích cực như vậy tóm lại khi nhìn hai mẹ con luôn có cảm giác như bị nụ cười tươi rói của họ thiêu đốt đến nơi vậy anh không thích dáng vẻ này của hai mẹ con cho nên mới từ chối tiếp xúc và đáp lại họ nhưng mấy năm nay dường như có người đã không còn thích cười như trước, cũng không còn rạng rỡ như trước, cô trở nên trầm lặng, đến nỗi nhiều lúc anh còn quên mất sự tồn tại của cô. Sau N lần gọi điện thoại cho Dung Nhan nhưng không có kết quả, cơn giận một viễn hàng cố đè nén cả đêm cuối cùng cũng bộc phát triệt để, anh vung tay ném điện thoại vào vách tường, tiếng va chạm vang dội khiến bé con đang nước mắt ngắn nước mắt dài trên giường bỗng giật thót, đôi mắt to tròn đen lấy như quả nho tràn ngập sợ hãi sau đó tiếng khóc cũng im bặt. Cuối cùng con bé cũng ngừng khóc, một viễn hàng thấy cô bé kinh hoảng có rụt người lại, không ngừng trốn ra đằng sau, nơi nào đó trong lòng ngực bỗng đau nhói, đau như lục phủ ngủ tạng xoắn chặt vào nhau. Anh biết mình đã làm bé con sợ hãi. Dù sao anh vẫn còn một chút lý trí cuối cùng, anh biết cho dù mình và Dung Nhan mâu thuẫn thế nào thì con cái vẫn là vô tội, anh không nên nổi giận trước mặt con như vậy. Anh vội vàng thu lại vẻ hung dữ trên mặt, cố gắng khiến giọng điệu của mình chậm và dịu lại. Noãn noãn, xin lỗi, không phải ba đang nổi giận với con đâu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Viên đạn bọc đường Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nói xong câu này, một Viễn Hàng định bước tới gần, nhưng bé con lại càng hốt hoảng lùi lại, thậm chí nước mắt còn trào ra, như thể anh chỉ cần tiến thêm một bước con bé sẽ khóc hòa lên một viễn hàng nhìn con gái, cảm thấy đáy lòng tràn đầy hụt hẫn và hoang mang. Con gái ba tuổi, anh chưa từng thân mật với con bé, cho nên anh vẫn luôn cho rằng mình không dành nhiều tình cảm cho con gái. Nhưng lúc này, thấy ánh mắt con bé nhìn anh vừa xa lạ, vừa sợ hãi, vừa bài xích, anh mới cảm nhận được một sự bất lực thê lương. Cảm giác này khiến toàn thân anh khó chịu, anh thử ngồi xuống, thân thể cao lớn hạ thấp, nhìn cô bé đang sợ sệt ngồi trên giường. Noãn noãn đừng sợ, bà không làm đau con. Đột nhiên anh cảm thấy con bé thật đáng thương, bởi vì con bé cũng bị người phụ nữ đáng ghét kia vứt bỏ. Nghĩ đến đây, tim anh chợt mềm nhũng, sắc mặt và ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Có lẽ là vì thái độ của anh đã đỡ hơn, cho nên bé con trên giường mới không lùi lại nữa, nhưng ánh mắt lúc nhìn anh vẫn còn sợ hãi và bài xích, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới mềm mại hồng che giấu nỗi sợ đối với anh một viễn hàng đã quen khống chế mọi thứ trong tay đây chỉ là một cô gái nhỏ hơn nữa còn là con gái ruột của mình anh không cho phép mình bị bé con làm khó bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mép giường trong đầu hiện lên cảnh tượng trên bàn ăn hồi sáng con bé nói với mẹ mình muốn tới disneyland chơi lúc ấy người phụ nữ kia đáp lại thế nào hình như nói công việc của anh quá bận không có thời gian đưa bé đi anh nở nụ cười dịu dàng lại đưa mắt về phía gương mặt nhỏ nhắn trên giường. Không phải con muốn đi Disneyland sao? Mấy ngày nữa ba nghĩ việc đưa con đi được không? Đấy mắt trong trẻo của bé con dân tràn niềm vui và bất ngờ thay thế vẻ sợ hãi lúc trước, sau đó mới hỏi anh bằng chất giọng đơn đớt. Thật không? Điều bộ vui vẻ của con bé khiến tim một viễn hàng mềm nhũng, anh tiếp tục ra điều kiện với con. Thật, hơn nữa nếu con không khóc, không đòi tìm mẹ, ngoan ngoãn đi ngủ, ba sẽ tranh thủ thời gian xử lý công việc rồi đưa con đi Wow, tốt quá tốt quá được đi disneyland rồi dù sao cũng là một đứa trẻ ngây thơ anh vừa ném ra một viên đạn bọc đường đã khiến con bé quên đi chuyện không vui hân hoan vỗ tay vui mừng không xiết trên chiếc giường công chúa của mình nếu một khắc trước một viễn hàng vì muốn con gái ngoan ngoãn đi ngủ nên mới hứa đưa con bé đi disneyland thì giờ khắc này nhìn điệu bộ vui vẻ của bé con anh thật sự muốn đưa bé đi Trước đây, niềm vui của người phụ nữ kia cũng đơn giản như vậy, có lúc anh tiện tay tặng cô một thứ gì đó, cô sẽ vui mừng không xiết, đôi mắt to tròn lúng liếng, nép vào lòng anh cười mãi không thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ cứ càng lúc càng xa, đã lâu lắm rồi cô không còn nép vào lòng anh làm nũng, luôn miệng nói yêu anh. Phát hiện này khiến tâm trạng của anh vừa mới nguôi ngoai lại trở nên u ám nhưng lần này anh không thể hiện ra mặt khiến bé con sợ hãi mà chỉ có thể nghẹn một cơn tức trong lòng ngực. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.